Đi chói đấy nhở? Chói đấy nhở? Chói quá. Ôi, chói quá. Cái gì này? Equiline à? Equiline là cái gì nhở? Ra đuôi xe xem nào. Chói kích khủng này, xem đuôi cái gì này. Tờ E Teramon X à? Review luôn. Khác với những cái người anh em khác của Volkswagen ở thị trường Việt Nam như kiểu là Tiguan, Touareg hay là Teramon, thì chiếc Teramon X này là một trong những cái chiếc xe thực hiện cái định hướng mới của Volkswagen ở thị trường Việt Nam. Sau chiếc Viloran thì đây là cái chiếc xe thứ hai có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Ở đây thì cũng cần phải chia sẻ một chút rằng là khác với Viloran thì Volkswagen Teramon X là chiếc xe do Volkswagen phát triển, còn Viloran là do cái liên doanh của SAIC và Volkswagen phát triển cho ở thị trường Trung Quốc và dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Còn chiếc xe này thì vẫn được bán ở thị trường Bắc Mỹ nhưng với một tên gọi khác là Volkswagen Atlas. Điểm khác biệt thứ hai đó chính là một cái mức giá khá là dễ chịu. Anh em có thể sẽ thắc mắc về cái từ dễ chịu mà mình nói, nhưng mà ok, chúng ta sẽ cùng dành thời gian để làm những cái phép so sánh như sau. Chúng ta có chiếc Volkswagen T1 với mức giá niêm yết là 1,999 tỷ đồng, tức là trước khi Skoda ra mắt ở thị trường Việt Nam ấy. Còn cái chiếc xe này có mức giá hơn 2 tỷ đồng. Chúng ta có chiếc Teramon phiên bản nhập Mỹ sẽ có mức giá 2,5 tỷ đồng. Và chúng ta có chiếc xe này với mức giá hơn 2 tỷ đồng. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có những cái mẫu xe khác ở trong cùng phân khúc có thể được coi là đối thủ, như kiểu là Ford Explorer cũng có mức giá 2 tỷ đồng. Và giờ đây thì anh em đã thấy cái mức giá này của Volkswagen Teramon X đã dễ chịu hơn chưa? Và tiếp theo đó là chúng ta còn chưa nhắc đến những cái đối thủ hạng sang, ví dụ như là Mercedes-Benz GLC hoặc là BMW X3 nữa. Nếu như là những cái mẫu xe Volkswagen khác là thường mang tới một cái dáng vẻ gì đấy rất là thô cứng, thì cái chiếc Volkswagen Teramon X này là tổng hòa của những cái nét thiết kế vô cùng hiện đại và thời thượng. Nó là một cái phong cách có một cái ngôn ngữ thiết kế táo bạo hơn rất là nhiều so với những cái mẫu xe khác của Volkswagen. Còn ở cái phần phía sau, ở đèn chiếu hậu, chúng ta sẽ có một cái mảng kính rất là lớn che phủ toàn bộ cái phần đuôi xe với những cái công nghệ chiếu sáng mới nhất của Volkswagen Teramon X. Về cơ bản là nó tạo ra một cái cảm giác tươi mới hơn về mặt thiết kế. Đó là còn chưa nói đến những cái trang bị rất đầy đủ, không chỉ về mặt số lượng mà còn là về mặt chất lượng, về mặt gu thẩm mỹ của các dân chơi, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ngay sau đây. Đầu tiên, để nói về các dân chơi thì dân chơi chắc chắn phải là những người chịu chi. Và chịu chi cụ thể ở đây là chi ra 2 tỷ đồng để mua chiếc Teramon X này. Nếu như bạn không phải là một dân chơi, bạn sẽ hỏi tôi rằng là có 2 tỷ sao không đi mua xe 7 chỗ mà chỉ mua xe 5 chỗ? Vì bạn không phải là dân chơi. Và một dân chơi ở đây bên cạnh sự chịu chi ra còn cần phải có một sự kiên định trong lựa chọn của mình. Bởi vì nếu như bạn không phải là một dân chơi kiên định ý, bạn sẽ lại hỏi tôi rằng là 2 tỷ sao không đi mua BMW hay là Mercedes-Benz GLC? Bởi vì bạn không phải là một dân chơi. Và nếu như bạn vẫn còn ở đây sau hai câu hỏi vừa rồi thì chắc chắn bạn đang là người xem video này. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Vui đùa như thế có lẽ là đủ rồi. Và điểm đầu tiên mà tôi muốn nói đến những cái trang bị ở trên Volkswagen Teramon X đó chính là cấu hình 5 chỗ ngồi. Sẽ có gì để nói về việc có 5 chỗ ngồi ở trên một cái chiếc xe gầm cao? Đó chính là một cái giá trị, một cái mức độ trải nghiệm của tất cả các hàng ghế nó vô cùng khác biệt so với những cái chiếc xe khác ở trong phân khúc cũng như là ở trong cái mức giá này. Nếu như bạn lựa chọn một cái chiếc xe như là GLC hoặc X3 để có một cái khối máy mạnh, một cảm giác lái của một cái chiếc xe hạng sang đến từ Đức, thì một cái không gian ở bên trong xe, đặc biệt là ở các vị trí ghế hành khách, sẽ là một điểm hạn chế. Trong khi đó, cái việc là những cái cấu hình 7 chỗ của những cái mẫu xe như kiểu là Palisade, Explorer thì bạn sẽ cần phải chia sẻ cái không gian với những cái vị trí ở hàng ghế thứ 3. Còn với chiếc Teramon X này, với 5 vị trí chỗ ngồi này, chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm có thể nói là khá hạng sang hoặc ít nhất là cận sang. Để nói về cái trải nghiệm ở trên Volkswagen Teramon X thì điểm đầu tiên mình muốn nhắc đến nó chính là cái phần nhìn. Chúng ta hãy nhìn vào cái phần chỉ đỏ ở trên ghế này thôi. Đây là một cái phần phối màu theo như mình đánh giá là rất có gu. Và đồng thời cái cách họ tạo ra những cái điểm nhấn ở trong khoang xe bằng các cái mảng màu bóng, nhựa bóng như thế này, nó tạo ra một cái không gian có cái phần cảm xúc về mặt thị giác rất là tốt. Còn đối với các dân chơi thì có lẽ là cái việc kiểm đếm trang bị là một điều không cần thiết, và mình sẽ xin phép hiển thị tất cả mọi thứ ở đây.
để anh em có thể là theo dõi những cái trang bị vô cùng đầy đủ ở trên Tenamon X. Mình chỉ muốn kiểm đến ra ba thứ mà các dân chơi sẽ quan tâm ở trên chiếc xe này. Đầu tiên đó chính là cái hệ thống âm thanh Harman Kardon. Với cái nền tảng trải nghiệm về mặt âm thanh của mình là một trong những cái hệ thống âm thanh có cái chất lượng tốt nhất, thậm chí là có thể sánh ngang với những cái hệ thống âm thanh cao cấp ở trên những cái chiếc xe hạng sang. Nếu như anh em còn nghi ngờ về điều này thì có thể ra showroom để nghe thử hệ thống loa này. Chắc chắn anh em sẽ không cần phải thất vọng với cái hệ thống loa ở trên Tenamon X. Điểm thứ hai đó chính là một cái phần cửa sổ trời có kích thước rất là lớn và đồng thời theo như chia sẻ của nhà sản xuất đã được xử lý để có thể chống được các cái tia UV. Và điểm thứ ba đó là cái thật phần đèn ambient light ở trong khoang xe. Nhưng đối với các dân chơi mà lựa chọn một cái mẫu xe có cấu hình 5 chỗ với mức giá 2 tỷ đồng thì đây sẽ là những điểm mà họ quan tâm. Mình sẽ dành một vài phút để nói về cái phần màn hình ở trên Volkswagen Tenamon X. Đây là một cái màn hình có kích thước lớn. Cái phần trải nghiệm của nó vô cùng mượt mà và mượt mà cả trong cái giao diện Apple CarPlay cũng như là giao diện stock của xe. Điểm thứ hai là cái cách thiết kế những cái giao diện. Trước giờ thì Volkswagen với một cái thương hiệu là một cái hãng xe Đức ấy, thì chúng ta có thể luôn luôn nhìn thấy những cái giao diện mà có phần gì đấy là nó hơi thô cứng. Thì với chiếc Volkswagen Tenamon X này chúng ta sẽ nhìn thấy được cái sự mềm mại ở trong cái thiết kế, từ cái phông chữ cho đến những cái icon ở trên xe. Nó tạo ra một cái cảm giác gì đấy, một cái trải nghiệm gì đó nó khá là nịnh, khá là chiều chuộng người dùng. Dành nhiều lời khen như vậy nhưng chắc chắn là trên Tenamon X không phải là một chiếc xe hoàn hảo và vẫn sẽ có những cái điểm để chê. Thì mình sẽ xin phép chia sẻ về 3 điểm mà mình không thích về cái nội thất của cái chiếc xe này. Điểm đầu tiên đó là cái việc là đặt quá nhiều những cái phím bấm với cái thiết kế có cái phong cách cảm ứng. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở cụm điều hòa hay là cụm đèn ở phía bên tay trái có cái thiết kế rất đẹp, gọn gàng nhưng nó đều là các cái phím bấm theo phong cách cảm ứng. Việc đặt nó lên một cái phím bấm cảm ứng phần nào làm chậm đi cái trải nghiệm của chúng ta khi mà lên xe. Và mình kỳ vọng rằng với một cái chiếc xe như thế này thì chúng ta vẫn nên có những cái phím bấm vật lý, ít nhất là cho những cái tính năng cơ bản. Điểm thứ hai đó chính là cái phần vật liệu nhựa bóng ở trên Tenamon X này. Đúng, ưu điểm là nó sẽ mang đến những cái điểm nhấn về mặt thẩm mỹ, nhưng nhược điểm là nó sẽ vô cùng bám vân tay. Và cuối cùng đó chính là việc là ở trên một cái chiếc xe ở phân khúc 2 tỷ này thì chúng ta vẫn sẽ có khá nhiều những cái chi tiết bằng nhựa, đặc biệt là ở cái phần cánh cửa ở đây. Nó rất nhỏ thôi nhưng nó sẽ tạo ra một cái sự thấp hơn về cái mặt trải nghiệm. Với cái trải nghiệm ở hàng ghế thứ hai thì tôi sẽ chia ra thành hai quan điểm đánh giá. Điểm đầu tiên, nếu như chúng ta đánh giá dựa trên góc nhìn thực dụng thì cái khoang không gian hàng ghế thứ hai của Volkswagen Tenamon X là một khoang không gian không có gì để chê. Đầu tiên, anh em thấy nhìn thấy tôi đang ở trên hình đây, một người cao khoảng 1m7 và với cân nặng khoảng 75kg thì chúng ta có thể có một cái câu để mô tả cái trải nghiệm này là giống như là bơi ở trong xe vậy. Rất là rộng. Chúng ta sẽ có một cái phần điều hòa độc lập phía sau với một cái màn hình để điều chỉnh mức gió cũng như là nhiệt độ với một cái phản hồi như đã chia sẻ, rất là phù hợp. Và tiếp theo là những cái khoang để đồ khá rộng ở phía bên tay trái này. Mình rất thích những cái khoang để đồ, bên cạnh việc để chai nước chúng ta có thể để những cái đồ khác với cái kích thước chiều ngang khá là rộng. Chúng ta vẫn có đầy đủ những cái trang bị ở đây, là một cái phần bệ tì tay và có thể để cốc. Và cuối cùng là chúng ta vẫn có một cái cổng sạc, điểm đặc biệt là có cả Type-C và cổng cạc USB Type-A. Nhưng nếu như chúng ta đang nói đến một cái mẫu xe dành cho dân chơi thì chúng ta sẽ thấy rằng là Volkswagen Tenamon X vẫn có một vài điểm thiếu sót. Thiếu sót đầu tiên đó chính là việc chúng ta chỉ có ghế chỉnh cơ ở hàng ghế này. Và rõ ràng là một chiếc xe 2 tỷ đồng thì sẽ đòi hỏi cần phải có ghế chỉnh điện. Bởi vì như chiếc Hyundai Kustin tôi vừa trải nghiệm tuần trước là một chiếc xe chỉ có giá 1 tỷ đồng đã có ghế chỉnh điện ở các cái vị trí hàng ghế hành khách rồi. Điểm thứ hai đó chính là về cái thiết kế, thì ở cái phần không gian hàng ghế hành khách này chúng ta sẽ phần nào nhận ra đây là một cái chiếc xe vẫn có cái định vị phân khúc là một cái chiếc xe bình dân chứ không phải là một cái chiếc xe hạng sang. Đa phần những cái chất liệu giờ đây sẽ chỉ là các chất liệu nhựa, nhưng có lẽ rằng là các dân chơi sẽ không quá quan tâm đến điểm này mà sẽ quan tâm nhiều hơn đến cảm giác lái. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cảm giác lái của Volkswagen Tenamon X để xem là nó có cái cảm giác lái như thế nào nhá. Về hệ thống treo của Volkswagen Tenamon X thì mình đã xem một cái video lộn gầm trước khi mà trải nghiệm cái chiếc Tenamon X này và nó tạo ra cho mình một cái cảm giác, một cái ấn tượng rằng hệ thống treo ở trên chiếc xe này sẽ có thiên hướng cứng. Nhưng trên thực tế với cả cái trải nghiệm của cá nhân mình thì ngay cả khi đi không đủ tải hay là đủ tải thì Volkswagen Tenamon X vẫn là một cái chiếc xe mang lại một cái trải nghiệm treo khá là êm ái. Chiếc xe này sẽ dập tắt với một cái quỹ đạo khá sâu và tạo ra những cái cú mút xuống giống như là chúng ta đang ở trên một cái tấm đệm vậy. Còn cái khía cạnh thư thái nó sẽ đến từ một cái phần vô lăng có cái độ tinh chỉnh về độ siết khá là nhẹ.
mình sẽ dành một cái phần đánh giá riêng dành cho cái vô lăng này sang phía sau. Và đồng thời cái độ thư thái cũng đến từ cái tầm quan sát. Mặc dù đây là một cái chiếc xe có cái kích thước khá là lớn, nhưng cái tầm quan sát của nó ở phía trước và phía hai bên về cơ bản là ổn, vẫn có thể đảm bảo được với một cái mũi xe được thiết kế đủ thoải để chúng ta quan sát ở điểm xa nhất. Gương được đặt vào cái trụ A này, nhưng cái bản gương cũng là một cái bản gương khá phù hợp. Có chăng nếu như để than phiền về cái mức độ quan sát của chiếc xe này thì chúng ta chỉ có thể than phiền về cái phần gương ở phía bên tay phải này thôi. Chúng ta sẽ có một cái gương nó hơi hạn chế và hẹp về chiều ngang, nên là chúng ta sẽ hơi khó để quan sát các cái phương tiện di chuyển ra ở phía bên tay phải. Nhưng đổi lại thì đây là một cái chiếc xe có cái khoang khá là thoáng, và cái ô kính ở bên tay phải này cũng đủ để chúng ta có thể quan sát được cái phần không gian. Về mặt hộp số thì Volkswagen Tiguan X sử dụng hộp số 7 cấp DSG của nhà Volkswagen, một cái bộ số ly hợp kép. Và với cái hộp số ly hợp kép này thì phải có 3 điểm mình muốn chia sẻ với hộp số này. Thứ nhất là sự thông minh, thứ hai là linh hoạt, và thứ ba là sự mượt mà. Nói ngược từ cái thứ ba trước đi thì cái sự mượt mà của hộp số này chúng ta sẽ thấy ngay ở những cái gấp số đầu tiên, từ số 1, số 2, số 3, và khi mà nó nhảy giật từ số 3 xuống số 2 thì chiếc xe này cũng có một cái khả năng chuyển số rất nhanh và mượt mà. Chúng ta sẽ không cảm nhận được cái sự thay đổi về tỷ số truyền hay là một cái độ giật gì cả, mà hầu như nó sẽ là một cái cú chuyển số rất mượt. Điểm thứ hai đó là cái sự linh hoạt. Ở nhiều các cái chế độ lái khác nhau ấy thì chúng ta sẽ rất khó để có thể mô tả cái phong cách chuyển số của Tiguan X giống như những cái chiếc xe khác, như kiểu là ở chế độ Comfort thì xe sẽ chuyển số ở giải vòng tua bao nhiêu, hay là ở chế độ Sport thì xe sẽ giữ tua đến vòng tua bao nhiêu. Mà ở những cái hành trình chân ga khác nhau thì hộp số của Tiguan X cũng có những cái cách phản hồi khác nhau. Kể cả là ở trong chế độ Sport thôi, một chế độ hướng đến cái việc là có tỷ số truyền và những cái cú bung thực sự là bứt phá, thì chiếc xe này cũng có những cái phong cách chuyển số khác nhau khi mà chúng ta có hành trình chân ga 50% hay là 100%. Với những cái cú kích đao ấy thì chiếc xe sẽ có một cái cú giật số, thậm chí là giật hai số, ví dụ từ số 5 xuống số 3 hoặc số 4 xuống số 2 để có một cái tỷ số truyền. Còn nếu như chúng ta chỉ đạp vào chân ga 50% ấy, thì chiếc xe sẽ có một cái mức độ linh hoạt khác. Nó sẽ không phải là một cái cú giật số như vậy nữa, mà là sẽ là một cái cú chuyển số lên để chúng ta sẽ có những cái cú vượt xe mượt mà. Và sự mượt mà và linh hoạt của cái hộp số này khiến cho mình có một cái cảm nhận rằng đây là một cái hộp số rất là thông minh. Nó hiểu cái tình huống và hiểu cái phong cách vận hành của người dùng. Khi mà chúng ta có một cái cú vượt xe, nó sẽ khác khi mà chúng ta có một cái cú kích đao theo kiểu là vui vẻ, tạo ra một cái cú bắn rất tốt về mặt mô men xoắn. Vô lăng cũng là một điểm mà mình muốn chia sẻ riêng ở trong cái phần đánh giá vận hành của Volkswagen Tiguan X. Đừng nhầm tưởng khi mình chia sẻ đây là một cái mẫu vô lăng nhẹ thì đồng nghĩa với việc nó là một cái mẫu vô lăng thiếu chính xác và thiếu sự chi tiết. Bởi vì trên thực tế là Volkswagen Tiguan X có vòng đánh lái từ khóa trái sang khóa phải là 3 vòng, tức là khá ít so với những cái mẫu xe phổ thông, và nó tạo ra một cái cảm giác khá là chi tiết. Với từng cái cú đánh lái chúng ta sẽ có một cái sự dịch chuyển rất tốt của chiếc xe. Nhưng với việc tinh chỉnh vô lăng nhẹ và không có một cái điểm tì thật sự rõ ràng thì Volkswagen Tiguan X tạo ra một cái trải nghiệm đối với cá nhân mình là không thật sự an tâm với cả cái mẫu vô lăng này. Chính cái sự đối nghịch đó nó tạo ra một cái trải nghiệm một cái vô lăng xe Đức hoặc ok xe Lai Đức khác biệt nhất trong những cái mẫu xe Đức mà bạn từng trải nghiệm. Ngay cả trong những cái mẫu Volkswagen cùng nhà như kiểu là Tiguan hay là Tiguan thì cái vô lăng này cũng là một cái vô lăng nhẹ hơn. Như đã nói ở phần trước thì Volkswagen Tiguan X có một cái hệ thống treo thiên về mềm mại, và khi các bạn di chuyển chậm ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có một cái độ mút, và cái sự mềm mại này nó sẽ tạo ra nhược điểm khi mà di chuyển ở trên tốc độ cao, bởi vì chúng ta sẽ có một cái hệ thống treo không phải là hệ thống treo adaptive. Với cái trải nghiệm của mình với những cái cao tốc ở Việt Nam mà nó không thật sự là bằng phẳng và sẽ có những cái mố cầu hoặc là những cái mấp mô nhỏ ở trên mặt đường ấy, thì chiếc xe sẽ có một cái phản hồi có thể nói là hơi thái quá, tức là chúng ta sẽ luôn luôn ở trong một cái trạng thái hơi lắc nhẹ hoặc là bồng bềnh khi mà di chuyển ở trên tốc độ cao với chiếc Volkswagen Tiguan X này. Và cái cú dập tắt dao động vì là nó có một cái biên độ khá sâu, thế nên là nó tạo ra một cái cảm giác là chiếc xe này sẽ hơi bồng bềnh một chút. Ngay cả khi ở trong chế độ lái thì chiếc xe này có thể tinh chỉnh giữa cái phần treo Comfort và thể thao, nhưng kể cả là ở chế độ treo thể thao thì mình cũng không cảm nhận được thật sự cái độ cứng của cái chiếc xe này. Bên cạnh cái việc phản hồi thái quá thì với việc đây là một cái chiếc xe có trục cơ sở và một cái kích thước khá lớn thì một cái hệ thống treo cứng hơn sẽ tạo ra một cái trải nghiệm nó tin hơn.
là một cái hệ thống treo thiên về mềm mại như thế này. Tuy nhiên thì nó sẽ có thể khắc phục được phần nào khi mà chúng ta đi đủ tải, và khi đó thì cái biên độ dao động của hệ thống treo có cái phần nào đấy nó sẽ nhỏ hơn, và với những cái dao động trên mặt đường thì xe cũng sẽ không có cái phản hồi thái quá nữa. Quay lại một chút với cái động cơ ở trên Volkswagen Tremont X, nó tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác rằng đây không phải là một cỗ máy yếu. Mình nghĩ rằng là bên cạnh cái việc nó có cái công suất và cái moment xoắn ở cái giải phóng tua như đang thể hiện ở trên màn hình, thì nó còn có một cái sự hợp tác rất tốt của cái hộp số DSG ở trên chiếc xe này. Cái sự mượt mà và thông minh của cái hộp số nó tạo ra những cái cú bung về moment xoắn rất ổn, và đồng thời khi mà nó chuyển số nó cũng không tạo ra những cái thoáng giật cho người lái. Cái ấn tượng về khả năng tăng tốc là tốt hơn so với những cái chỉ số mà chúng ta nhìn ở trên catalog. Một cái truyền thống của những cái mẫu xe Đức nói chung và Volkswagen nói riêng là thông số không nói lên tất cả cái vận hành của nó. Và một phần cuối cùng đó chính là cái phần cách âm. Cách âm ở trên Volkswagen Tremont X là một cái cách âm có mức độ cực tốt, cách âm động cơ tốt. Và ngay cả một cái ngã tư như này thôi, khi mà mình dừng lại, các bạn hầu như cũng sẽ không nghe thấy những cái tiếng xung quanh nhờ vào cái kính lái được trang bị kính hai lớp. Nhưng cái điểm cách âm mà chúng ta sẽ cảm thấy cần phải than phiền ở trên chiếc xe này có chăng đó chính là cách âm gầm lốp. Ở chiếc xe này được trang bị một cái bộ lốp có cái kích thước khá lớn và một cái bản mỏng để tạo ra một cảm giác thể thao cho chiếc xe. Điểm cộng là chúng ta sẽ có một cái ngoại hình trông thể thao với cái bộ body kit R-Design. Nhưng điểm trừ là chúng ta sẽ có cái tiếng rội ở cái gầm lốp vào trong xe khá lớn. Và đặc biệt là ở những cái tốc độ cao khoảng 80-90 km/h, chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận được một cái tiếng ù nhẹ ở trong khoang cabin. Cái nhược điểm này thì có thể dễ dàng khắc phục bằng việc chúng ta chọn một cái bộ lốp. Logo ở trên xe này là lốp Goodyear, một cái lốp cũng khá là cứng. Chúng ta có thể chọn sang một cái lốp dày hơn, êm hơn, kiểu là Michelin, thì có lẽ là cái cách âm ở trên Volkswagen Tremont X có thể sánh ngang với nhiều cái chiếc xe hạng sang ở cái mức giá 2 tỷ đồng này. Với mức giá 2 tỷ đồng cho một chiếc xe gầm cao 5 chỗ ngồi thì có lẽ Volkswagen Tremont X đã là một đáp án cho người tiêu dùng đang lựa chọn tìm kiếm chiếc xe thứ 2, thứ 3, và đồng thời đòi hỏi một cái sự cân bằng giữa những giá trị thực dụng và những giá trị chơi bời, thì Tremont X vẫn là một cái lựa chọn vô cùng đáng gờm ở trong phân khúc. Vậy còn anh em nghĩ như thế nào về chiếc xe này, có thể chia sẻ cho Sấy Cưng được biết ở phía dưới phần comment. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo. Bye bye.